Để xem bản lĩnh thi đấu của anh tôi xử lý tốt trong trường hợp này như thế nào nha. Căng thật, tiếp tục nhồi đồ và đóng băng đơn vị lính hội hành. Ui rồi ôi, à vẫn còn một con nữa à? Nhoi nhoi ác phết nhở. Đúng là bùm, đúng là những mẫu bầy của clan top 1 thế giới. Năm 2020, nó có những cái tầm khét vai đạn. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây và hôm nay chúng ta sẽ đến với vòng thứ tư của RTK đánh An Attack, đội vô địch thế giới mùa giải năm ngoái của Clash of Clans năm 2020. Rất là căng cò và mẫu bay của anh Trọc không nát ạ. Yo yo đánh 85%. Toàn là những game thủ tầm cỡ thế giới, Vale, As, Yo-Yo, Boom với cả là Mas. Một trận thi đấu mà ở bên RTK chiến thắng bằng tỷ lệ phần trăm phá hủy. Quá khét, quá căng cỏ cho trận đánh này. Chúng ta hãy cùng đến trận thi đấu đầu tiên của người chơi Seo Hyung đánh nhà số 1 Vale. Wow, những là đây là những mẫu bay của tầm game thủ top thế giới đấy các bạn này. Có thể bị nằm one hit nhưng mà đối với những game thủ gà như chúng ta thì nhiều khi mà áp dụng những cái mẫu bay này, anh em xem video của mình thì các bạn có thể tự xếp lại được mẫu bay. Và trên website của mình có nhiều mẫu bay cả bay cúp nữa. Thì anh em cần gì thì cứ vào website akarigaming.com cập nhật những mẫu bay đầy đủ nha. Và trong trận thi đấu này là chơi combo bằng Super Queen Hawk với cả là gì? Party with us, ok. Càng đấy, như vậy là đã đập lộ cuồng nộ cho Queen ở trong tình huống này. Thủ nhà bằng lava. An Attack là đội vô địch thế giới đó các bạn nha. Không hề mềm đâu nha. Toàn những game thủ cứng đấy. Và đánh cái giải này là ạc sạch này. Uy tín nhất là anh Trọng. Làm quả game thủ cả clear 6 trận trên cả 6 trận. Game thủ xuất sắc nhất giải. Vãi đạn luôn. Rồi, em Queen đã nhảy và Super Queen thêm được quả cuồng nộ trong tình huống này. Bộc luôn bạn ơi, Headhunter vào bụng Queen với cả King của đội bạn. Một pha đóng băng quá chất đến từ Song Hyung. Đâu rồi? Rồi, đục một pha nữa ở đây. Như vậy là Queen, hay là Goblin ra phá bom mìn trước, chỉ đầu tư hai em thôi. Nhà chính lòi lên, cứ kích hoạt thì phải băng lại và đầu tư tiếp. Thêm số 7 con còn lại, mình nhớ là mang 9 con. Vâng, tàng hình cho Sneaky Goblin và hồi máu thoát khỏi khu vực đấy. Một pha xử lý quá hay và đầy kinh nghiệm đến từ sông Nghi Kiêu. Vâng, lộn rồi. Cuống rồi. Phải nói là quá hay. Hawk ào vào trong khu vực bên này. Em Queen thì đã bị mất một số lượng hồi máu khá lớn. Ở trong hội thành nó chính là gì đây? Hawk à? Đúng rồi. Té nhanh thôi, máy bắn đá nó vụt một cái đỏ lòm hết cả bầy. Nằm. Gặp thật. Em Queen vẫn còn thở, còn thi đấu đây các bạn này. Đàn Hawk đang có kỳ thư vĩnh cửu nó vào chiến đấu luôn. Và loanh quanh cannon kia có lẽ là cũng bom đầy mồm thôi. Vẫn còn Party Wizards nữa. Đang cố gắng cắt ở khu phía ngoài. Vâng, khá đỏ cho em Queen. Rồi, bây giờ bị rớt mất em hồi máu cuối cùng rồi. Nhưng mà không sao, vẫn uy tín. À, bây giờ mới có xoáy ở khu vực góc dưới này. Hay thật đấy. Vẫn lìa thôi. Có gì đâu mà cắng. Ok baby. Toe nhà của Vale được. Top 1 bên kia. Tiếp tục nào, trận thi đấu thứ hai. Rất hay các bạn. Đánh cái tầm thi đấu thế giới này đẳng cấp lắm. Vâng, bạn này toàn thường xuyên chơi baby xương. Bây giờ cũng thế. Cố gắng lên nào bạn ơi. Ok luôn nào. Rồi có ổn không ta? Như vậy là Queen đã được thả trong trường hợp này. Gồng luôn quản giáo rồi. Có đục tường vào cho quản giáo vào không? Đã băng cái máy bắn đá. Như vậy là trong pha này là chơi liên hoàn xương với cả băng nhà các bạn nha. Inferno nhiều tia cũng bốc. Không sợ gì hết. Cái chỗ ở chỗ trung tâm như kìa. Các bạn có thể thấy là những top của game thủ thế giới họ sẽ bày là đặt cái khu vực cây Inferno nhiều tia ở trung tâm nó rất rộng. Các bạn để ý mấy vòng mình làm video mà xem.
anh em có thể tự xếp lại cũng được. Bay toàn game thủ top thế giới đây, đẳng cấp và tầm châu cả thế giới chứ không còn là châu lục nữa rồi. Rồi ôi, bắn rất đau và rất khét. Đó, quá nhiều đồ chơi bóng bay quanh cây Inferno luôn. Vẫn còn đồ khí cầu chiến mà đi với những cái kiểu bay dạng này mà đi xuyên thẳng và đâm thủng vào trung tâm thì chỉ có toang thôi. Vâng, Royal Champion còn chưa cả gồng. Vâng, bốc luôn vào ổ ăn xoáy trong trường hợp này. Giá bánh khét, nó lại quá khét bạn ơi. Đùa với chúng tôi đâu có dễ vậy đâu. Quá căng còi trong trường hợp này nhưng mà chúng tôi vẫn lìa. Một trận đi đầu tốt đến từ bầy bí sương và bằng một người chơi số 5 ở bên RTK các bạn nhá. Tiếp theo sẽ là trận thi đấu của anh Chao Party đánh nhà Bum. Combo đi Queen quen thuộc và đây là trận thi đấu vâng. Trong số 6 trận để anh tôi có thể hoàn thành giải MPV, MVP người chơi xuất sắc nhất của giải đấu. 6 vòng lìa cả 6, không cho đối thủ trượt phát nào. Vãi đạn. Nắm tay Queen đi khắp thế gian, thương hiệu đã được khẳng định ở những mùa giải. Lần đầu tiên của Việt Nam chúng ta đi thi đấu ở Ba Lan rồi. Và tiếp tục được khẳng định nữa trong những giải thi đấu lần này ở năm 2021. Và RTK là một clan mới của Giang Hàn nữa. Anh Trọng cùng team với cả Giang Hàn các bạn. Ôi trời, quay xe. Như vậy là King Queen hai bên hai đường vẫn chưa hề gồng Queen. Vẫn là cái phong cách chưa hề gồng Queen. Đục lỗ Tesla các kiểu bên đây. Như vậy là mỏ chim vẫn còn, trâu bò húc vẫn đang ủi vào em. Royal nằm luôn ạ. Vâng, thợ xây nó sửa. Thợ xây nó sửa cái đại bàng. Nhưng mà để xem, để xem bản lĩnh thi đấu của anh tôi xử lý tốt trong trường hợp này như thế nào nha. Căng thật. Tiếp tục nhồi đồ và đóng băng đơn vị lính hội hành. Ui dồi ôi. À vẫn còn một con nữa à. Nhoi nhoi ác phết nhở. Đúng là bùm. Đúng là những mẫu bay của clan top 1 thế giới năm 2020. Nó có những cái tầm khét vai đạn. Và đơn vị lính thủ nhà cũng không lìa thật. Họ thủ bằng Rocket Balloon với cả là Super Minion. Khét đấy. Rồi, mỏ chim đã bay màu bởi thả đá. Em Queen vẫn là nhiệm vụ cho nhoi nhoi khu vực nhà chính và phải bục thành công. Chắc chắn ở chỗ thổi gió và cái Inferno nhiều tiền này. Đó, rất nhiều đồ chơi bốc ngay vào ổ ăn xoáy. Và dường như cái kiểu thiết kế bay này nó chung của cả đội. Thì như vậy đây sẽ lại là điểm yếu của An Attack khi mà bị đọc vị. Anh em có chung cảm nhận với mình như thế không? Mình chỉ quan sát mấy vòng thi đấu rồi, hai trận đầu và đến vòng trận này nữa. Như vậy là bị dễ lắm. Bay màu, vâng, anh tôi gồng Queen rồi. Dragon Rider vẫn còn và Minion bắt đầu bây giờ mới vào này. Uy tín luôn. Rồi ơi, game thủ MVP cơ mà. Vâng, đánh không trượt một bay nào cơ mà. Vâng, đừng tiếc gì lượt like, share, chia sẻ video này các bạn nhau. Cổ vũ cho anh Trọng nào. Cổ vũ cho Việt Nam luôn nào. Uy tín 3 sao luôn. Vâng, anh em còn mình có nên làm một cái video vâng tổng hợp cả 6 trận đánh 3 sao của anh Trọng hay không? Thì anh em hãy comment phần bình luận phía dưới cho mình biết đấy nha. Vẫn còn những video tiếp nữa và tận 6 video cơ mà. Nhiều lắm. Gần hết một tuần cho anh em luôn nha. Mỗi ngày mình ra hàng tập. Rồi, Baby Sương và Băng đến từ Giang Hàn. Ok. Vào song. Ui dồi ôi, ạc của cái thanh niên số 5 bên này còn ít tường thôi chứ còn nhìn lại là cũng mặc hết rồi. Ảo thật đấy. Như vậy đã gồng quản giáo nha. Đã gồng quản giáo trong trường hợp này nha. Vào bắt chơi chim luôn đấy. Ngon luôn, ngon luôn. Băng tiếp phát nữa. Vâng, loanh quanh cái chỗ hai cái thổi gió này sẽ lại là một đống đồ chơi đấy. Mình nghĩ thế. Em Queen của đội bạn đang bắn xương khốc liệt lắm. Rồi, băng được nhà chính và sẽ là Balloon Rider. Dragon Rider trong cái Balloon luận. Ý trời ơi, nện nó.
Thành niên King cũng đã có mặt trong turn này. Bụp nhấc người luôn. Uy tín. Và như vậy đây là trận đánh đã kết thúc cái vòng thi đấu này và chiến thắng luôn cả An Attack các bạn. Ôi 5v5 càng cò luôn đi chứ nị. Úi rồi. Rồi vẫn còn một băng. Cả King cả Royal trong trường hợp này. Uy tín. Chơi thủ nhà bằng Rocket luôn. Bằng pha đấy nó ảo ra, nó xông, nó nệm cho một cái cũng đúng là ngu người luôn. Ok, vẫn là uy tín. Vâng, xin chúc mừng Giang Hàn. Vâng, cảm ơn bạn đã mời mình vào video để quay. Ok, chất lượng luôn anh em nhá. Và chúng ta hãy cùng đón xem tiếp những cái vòng thi đấu tiếp theo ở hai ngày cuối. Đó chính là AS Monster với cả là VN Champion nhá. Ok các bạn ơi.